Rồi bây giờ hỏi nè, ngoài ấy ra thì Phúc Thời Duyên còn có thứ sáu này đúng không? Giống như là ngủ ngái hay là như thế nào đó. Lần đầu tiên hôm nay thì nhiều lần em đến quay phim thì hôm nay mới thấy Phúc gọt cà cái nhà đó. Phúc gọt cà cũng đâu mà có thua Duyên bao giờ đâu hả anh chị. Thì Duyên thì gọt tay phải, Phúc thì gọt tay trái. Em đẻ hai đứa con, đứa nào cũng làm tay trái giống bà đó. Vậy hả? Vậy hả? Bên này Phúc tôi tay trái hả? Bên nhà em á, ai cũng tay trái hết đó. Ủa tay trái ăn cơm đồng ai đồng hoa hết trơn á. Ủa tay trái thường là biểu hiện của nhân tài không đấy? Tay trái là biểu hiện của nhân tài không đấy? Thoải mái. Đẻ hai đứa con tay trái. Đúng vậy hả? Đúng vậy. Vậy hả? Vậy Miêu, anh cũng thử tay trái nè Miêu. Thì anh cũng là nhân tài gì phải. Viên 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 mà em đứng là dán cái gì vậy? Dán á. À dán cái gì á là một người ơi. Vậy này chỉ mua cái bịch, mua đưa tờ tiền nè, có cái này nè. Vậy nè. Nãy giờ con mua lai lai mà. Chủ yếu
họ lừa quay đường ấy hả? Họ lừa quay đường, họ tắt đường. Sao tắt đường tắt mà anh họ rẻ trời quá, em nên anh nghe cảnh không chồng em hát hát nhạc gì? Nhạc gì biết hát? Nhạc trẻ biết không? Anh biết nhạc trẻ, nhạc cải lương cái gì? Nhạc bolero cũng hát được luôn. Hát hay lắm. Gáp hip hop luôn. Và kiểu hát thì người và đai tài người ta. Phúc hát Phúc. Phúc ơi đi 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 thi The Voice đi. Phúc bo cải tiến. Dạ em chào tất cả cô chú anh chị em đang xem livestream ạ. Thì nãy giờ em đang em là fan chân chính của Lệ Rơi đó. Biết rồi, em là Lệ Tẩm đúng không? Đúng không? Fan cứng của Lệ Rơi mà. Xem video có ý nghĩa, có hay hay là có gì đó không hay thì cả nhà bấm cho ủng hộ em nha. Chắc là mình không nên lo màng thông tin về Covid nha, các thông tin đâu nhạy cảm không nên đùa, là mình đừng có bàn những chuyện này. Không, em nói thiệt mà, em nghe tao nói vậy. Thôi tại như vậy là mình đang lấy chuyện xe hơi đến mua cà nè cái này đó. Dục xuống xe luôn rồi. Tội nghiệp không?